Lễ hội giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 hàng năm là dịp để nhân dân cả nước hướng về cội nguồn tổ tiên, biết ơn các vua hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, là ngày lễ mang ý nghĩa hết sức thiêng liêng và trang trọng. Đền thờ Hùng Vương thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong được tổ chức với quy mô cấp tỉnh từ năm 2018. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ hội giỗ tổ Hùng Vương năm thứ 7 tổ chức vào ngày 18 tháng 4 năm 2024 gần như đã hoàn tất. Trên cơ sở các cuộc họp, kết luận của Ủy ban Nhân dân huyện, công tác trang trí trực quan trên các tuyến đường, tuyên truyền về thời gian ý nghĩa của lễ hội giỗ tổ Hùng Vương đã được thực hiện. Thị trấn Phan Rí Cửa đã thực hiện rà soát lắp đặt hệ thống đèn điện trong đền, sơn sửa lại cơ sở vật chất xung quanh đền. Bên cạnh đó, thị trấn Phan Rí Cửa cũng đã thành lập các tiểu ban phục vụ cho phần lễ phần hội. Trưởng các miếu, hội vàng cũng đã tiến hành đưa các kiệu cung nghinh tiền hiền về để kịp thời trang trí, đảm bảo cho lễ rước công nghinh tiền hiền về đền khi lễ diễn ra. Các em học sinh khối lớp 11 của trường Trung học Phổ thông Hòa Đa cũng đã được phân về các miếu, hội vạn, thực hiện luyện tập để đảm bảo cho các nghi thức của lễ hội giỗ tổ Hùng Vương. Đối với học sinh thì em cảm thấy ngày giỗ tổ Hùng Vương có giá trị lớn đối với học sinh, cũng giống như là công của các vua hùng đã có công xây dựng nước và bảo vệ nước. Em cảm thấy rất là hân hoan và phấn khởi khi tham gia vào đoàn đội bưng kiệu lên cho cái hùng vua hùng, và cũng giống như học sinh là em cũng cảm thấy là sẽ hoàn thành tốt công việc mà do các đoàn đội hay là các anh chị giao phó, mà xem như là đã hoàn tất 80% đó, cái việc mà xem như là mọi vấn đề đó, thẳng là đến thời điểm hiện nay thì nó thẳng là chỉ còn là xem như là tiêu dợt cho các cháu học sinh bánh chưng và bánh dày vào để dân vua hùng nữa mà thôi. Còn về việc mà xem như bà con cũng nô nức mong chờ đến ngày này. Lễ hội giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 tại đền thờ Hùng Vương được tổ chức với hai phần, phần lễ và phần hội. Năm nay hai huyện tham gia góp giỗ là huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Hàm Thuận Nam. Phần lễ được tổ chức với nghi thức rước kiệu nghinh tiền hiền, bí thư tỉnh ủy đánh trống khai hội, lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành, lãnh đạo huyện Tuy Phong và bà con nhân dân vào dâng hương tưởng niệm các vua hùng. Ban nghi lễ đền thờ Hùng Vương sẽ thực hiện nghi thức đại tế cổ lễ theo tập tục truyền thống. Phần hội sẽ tổ chức trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với sự tham gia của các đoàn trong huyện Tuy Phong và đoàn của một số huyện trong tỉnh.